Sau khi tìm tòi hết 9 tiếng MV Em Xinh của Mono thì đây là những thứ mà có thể các bạn không để ý khi xem MV này. Đầu tiên là phải khen Mono khi phát hành một sản phẩm vào dịp cuối năm với tinh thần là tôn vinh nét đẹp phụ nữ. Bên cạnh đó là những nét văn hóa, phục trang, đạo cụ đậm chất Việt Nam qua từng thời kỳ khác nhau, từ nhà Nguyễn cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng có một điều mà không phải ai cũng biết là đạo diễn tạo nên MV này thực chất là một cô gái Thái Lan, và còn sốc hơn nữa khi đây chính là MV V-pop đầu tiên của cô ấy tại thị trường Việt Nam. Thứ hai là mình rất thích Mono lồng ghép những cái từ ngữ mà lâu rồi mình chưa được nghe qua, ví dụ như là cái tâm, cái từ, cái nết người, khiến trăng e thẹn, hoa nhường, nghiêng nước nghiêng thành, thiên sắc tinh hoa của đất trời, nghe rất là lạ đúng không? Tiếp theo là phần ạc của MV thì đối với mình là một người xem thông thường đi thì mình rất là thích cái khung cảnh nhìn nó kiểu nghệ nghệ trong MV này, và đây là một vài đoạn mà mình rất là thích, và đạo diễn cũng rất là khéo léo khi lồng ghép rất là nhiều hình ảnh ẩn dụ về văn hóa Việt Nam mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây: trang phục Việt cổ triều Nguyễn, bức tranh thiếu nữ bên hoa hệ của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân năm 1943, còn ở đây là đôi quan gánh truyền thống, hoặc ở đây là quan cảnh đang nôm bắt cá, còn đây là hình ảnh mình thích nhất trong MV với nhạc cụ dân tộc nhưng mình chưa hiểu ý nghĩa của cái concept này. Và điều cuối cùng mình cảm thấy rất là thích cái giai điệu của bài hát này là Mono viết ở mỗi câu đều có số lượng chữ là số chẵn, ví dụ 4 chữ, 6 chữ, 8 chữ, và trong cách hát cũng cố tình ngắt đoạn mỗi lần 2 chữ, nên khi mình nghe mình thấy cái bài này nó kiểu sập sọp nhẹ nhàng mà ai không biết hát khi mà nghe qua một lần thì cũng có thể hát được nữa. Những điểm nào bạn thấy hay mà mình chưa kể comment bên dưới nhé.